Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 29 tháng 3 vừa qua, tại Đà Nẵng, Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai của miền Trung đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập quỹ. 5 năm xây dựng và trưởng thành, Quỹ miền Trung đã có những đóng góp tích cực trong công tác phòng tránh thiên tai ở miền Trung. Chỉ tính riêng Nghệ An thì quỹ đã kêu gọi tài trợ xây dựng được 8 nhà cộng đồng tránh lũ với số tiền gần 17 tỷ đồng. Với những đóng góp tích cực cho Nghệ An nói riêng, miền Trung và cả nước nói chung, Quỹ miền Trung đã được Quỹ Tâm Tài Nghệ An tôn vinh trong lễ trao thưởng lần thứ nhất nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày thành lập quỹ. Chương trình Tâm Tài Nghệ An ngày hôm nay xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin về Quỹ miền Trung qua phóng sự Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung 5 năm một chặng đường. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu năm 2009, một tin vui đã đến với người dân các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận khi Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung chính thức ra đời với phạm vi hoạt động tại các địa phương này. Là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, được thành lập theo quyết định 1253/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ. Quỹ có nhiệm vụ hỗ trợ đồng bào các tỉnh ven biển miền Trung phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại, khắc phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ cho các chương trình đề án xã hội, nhân đạo, từ thiện khác. Quỹ do ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Chủ tịch Hội đồng Quản lý, cùng với sự phối hợp của các sáng lập viên đến từ các doanh nghiệp, tập đoàn lớn như Tập đoàn Thái Bình Dương, Tập đoàn Mai Linh, Công ty Nam Việt Á, Công ty Cổ phần Truyền thông Thanh Niên. Việc Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung ra đời đã giúp cuộc đấu tranh giữa con người với sự khốc liệt của thiên nhiên có thêm định hướng rõ ràng. Đó là chủ động phòng tránh một cách khoa học và bền vững. Vì vậy, đối với quỹ này, việc tập trung tài trợ cho các dự án phòng tránh thiên tai là mục tiêu hàng đầu, sau đó mới đến giúp khắc phục hậu quả và cứu trợ. Trồng rừng phòng hộ là một trong 5 nhiệm vụ mà quỹ đã tập trung triển khai từ rất sớm, với mong muốn giảm nhẹ thiệt hại của những trận bão quét qua vùng biển miền Trung. Chúng tôi vẫn đang suy nghĩ những cái cách mà để cho cái việc quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung hỗ trợ các địa phương trồng rừng phòng hộ ở ven biển ấy, làm được nó tốt hơn, nhiều hơn, có ý nghĩa hơn. Và một trong những cái hướng để mà thực hiện cái chuyện này đấy, tức là chúng tôi sẽ vừa giúp các địa phương xây dựng những khu rừng như vậy, nhưng mà vừa chú ý kết hợp thực hiện những cái công tác nghiên cứu về cái công nghệ trồng rừng, cũng như là về các quản lý các cái khu rừng ấy, làm thế nào để nó được bền vững và nó đem lại được cái lợi ích tốt cho cái đồng bào. Đây là những hình ảnh về một ngôi trường nằm ngay vùng thấp trũng của huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, trường tiểu học số 1 Triệu Độ. Ngôi trường xuống cấp nghiêm trọng khiến thầy trò vừa học vừa run, nhất là khi những cơn bão, trận lũ càn quét qua nơi này. Cũng ngay trên mảnh đất khô cằn sỏi đá ấy, nay là trường tiểu học số 1 Triệu Độ đã được xây mới. Khang trang, kiên cố, đầy đủ phòng chức năng phục vụ cho dạy và học. Đồng thời, công trình hai tầng này còn là nơi trú ẩn an toàn cho hơn 300 người dân khi có bão lũ. Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung chính là cầu nối đưa tấm lòng thơm thảo của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đến với vùng quê nghèo và làm nên công trình ý nghĩa này. Tháng 11 năm 2011, một trận mưa lớn đã gây sạt lở núi ở thôn 2, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Rất may, họ đã kịp di rời nên không có thiệt hại về người. Nhà cộng đồng do Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung xây dựng tại địa phương này đã phát huy tốt hiệu quả sử dụng khi trở thành nơi trú tránh cho hàng chục con người kém may mắn. Còn đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai khu dân cư văn hóa biển Kim Liên, thành phố Đà Nẵng vào một đêm tháng 10 năm 2013, khi cơn bão Nari chuẩn bị đổ bộ vào Đà Nẵng. Tòa nhà kiên cố hai tầng này
đã trở thành nơi trú ẩn an toàn cho hàng trăm người dân vùng biển cùng nhiều tài sản quý giá. Mặc cho mưa gió liên tục vần vũ bên ngoài, thì ở bên trong gian nhà ấm cúng, người già vẫn yên tâm, trẻ nhỏ say giấc nồng. 70 công trình nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai như vậy đã được Quỹ Hỗ trợ Phòng tránh thiên tai miền Trung xây dựng trên khắp các địa phương, từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Mỗi công trình có mức đầu tư từ 4 đến 5 tỷ đồng. Bên cạnh công năng tránh lũ, trú bão, các công trình còn đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội như là trạm y tế, trường mầm non, trường tiểu học hoặc là nhà sinh hoạt cộng đồng, đem lại niềm hân hoan cho người dân vùng được hưởng lợi và cũng góp phần làm nên diện mạo nông thôn mới ở các vùng quê nghèo. Không chỉ được xây dựng ở đồng bằng, miền núi, sắc xanh của các công trình nhà cộng đồng còn theo chân những thành viên của Quỹ Hỗ trợ Phòng tránh thiên tai miền Trung vươn ra những vùng hải đảo xa xôi. Hiện nay, Quỹ đã tài trợ xây dựng 3 công trình nhà cộng đồng tại 3 huyện đảo, xã đảo như Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam, Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, giúp người dân nơi đầu sóng ngọn gió có nơi trú ẩn an toàn để đối phó với thiên tai. Trong các công trình chúng tôi làm thì thường dựa vào chính quyền cơ sở theo yêu cầu của họ, rồi cử cán bộ đến khảo sát cùng làm việc, rồi xây dựng phương án, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Đặc biệt tất cả các công trình của Quỹ đều có thiết kế mẫu kiến trúc mà do Quỹ làm việc với Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng để có những kiến trúc hợp lý của người dân trong thiên tai lũ lụt. Các thiết kế này trong quá trình xây dựng chúng tôi đang hoàn chỉnh trở thành một bản thiết kế mẫu cho những địa phương có thể dùng trong quá trình thực hiện cái việc chống chọi với thiên tai. Bên cạnh đó, Quỹ Hỗ trợ Phòng tránh thiên tai miền Trung còn thực hiện sứ mệnh cứu trợ khẩn cấp, là một trong những tổ chức từ thiện luôn có mặt sớm nhất tại các vùng bị thiên tai để hỗ trợ người dân. Quỹ Hỗ trợ Phòng tránh thiên tai miền Trung xem việc tổ chức các khóa tập huấn cho các đội xung kích cứu hộ, cứu nạn là một hoạt động cần thiết, cấp bách. Bởi chỉ có xây dựng được một lực lượng phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tinh nhuệ ở cấp thôn, xóm, khu dân cư thì thiệt hại về người và của mới có thể được giảm thiểu. Đến nay, 60 đội xung kích đã được đào tạo kỹ năng một cách bài bản, cùng với hàng ngàn phao cứu sinh, loa phóng thanh và thuyền cứu hộ được Quỹ tài trợ về cấp cho cơ sở. Lực lượng này sẽ là nòng cốt trong công tác cứu nạn thiên tai ngay tại địa phương mình. Để làm được tất cả những công việc đầy ý nghĩa cho cộng đồng như vậy, không thể không nhắc đến những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức cá nhân đã luôn đồng hành sát cánh với Quỹ Hỗ trợ Phòng tránh thiên tai miền Trung như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm nhân thọ ACE Life, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk, v.v. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng các nhà tài trợ vẫn đến với Quỹ ngày càng nhiều, bởi cùng với hiệu quả thiết thực từ những chương trình từ thiện, thì cách làm việc khoa học, sự minh bạch về tài chính cũng là yếu tố khiến các nhà hảo tâm luôn sát cánh với Quỹ. Trên 160 tỷ đồng Quỹ vận động tài trợ được suốt 5 năm qua đã đến với người dân 14 tỉnh miền Trung theo nhiều cách khác nhau, nhưng tựu chung đều nhằm mục đích mang lại cho họ một cuộc sống an toàn, bình yên. Chúng tôi đã thực hiện phương châm minh bạch về tài chính, tức là dự án được các nhà tài trợ xem xét kỹ, và khi đã được tài trợ thì chúng tôi thứ nhất là xác nhận tài trợ theo thông tư của Bộ Tài chính để cho nhà tài trợ được tính chi phí hợp lý trong sản xuất. Thứ hai là trong quá trình làm việc thì kết hợp với nhà tài trợ để kiểm tra, đôn đốc, giám sát chất lượng công trình. Sau khi hoàn thành công trình thì hoàn thành gấp việc quyết toán để các chủ đầu tư và các nhà tài trợ có thể quyết toán với ngân sách nhà nước. Cái điều mà chúng tôi trăn trở và sẽ tiếp tục suy nghĩ để thực hiện tốt hơn, đấy là làm thế nào để mà mở rộng được cái hoạt động tài trợ của mình, vận động tài trợ của mình, để cho có thể vận động được nhiều người
nhiều nhà hảo tâm hơn nữa quan tâm đến các cái hoạt động về phòng tránh thiên tai và hỗ trợ đồng hành với quỹ để mà tài trợ cho quỹ để có thể làm được nhiều việc hơn nữa. Không những là vận động mở rộng cái vận động tài trợ với các cái nhà hảo tâm ở trong nước mà cả với các cái nhà hảo tâm nước ngoài. Những chăn trở của người đứng đầu quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung không ngoài mục đích đáp ứng niềm mong mỏi của người dân nghèo đang sống trên dải đất mà hàng năm luôn phải gồng mình chống chọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Những gì làm được cho đồng bào miền Trung đã khẳng định nỗ lực lớn lao của quỹ cũng như những nhà hảo tâm. Tuy nhiên, so với nhu cầu hiện nay thì thành tựu đó còn khá khiêm tốn. Hàng trăm, hàng ngàn người dân vùng bị thiên tai vẫn đang từng ngày ngóng trông những mái nhà cộng đồng vững chãi, những khu rừng phòng hộ xanh tốt hay chờ đợi các chuyến hàng cứu trợ đến trong mưa lũ. Hàng trăm cán bộ thôn xóm, những thanh niên trai tráng vẫn đang đợi những khóa tập huấn mới để được rèn luyện các kỹ năng cứu hộ cho bà con quê mình. Tất cả những niềm mong mỏi đó chính là động lực để cả xã hội, cả cộng đồng cùng chung tay với quỹ để làm thêm thật nhiều những công việc ý nghĩa vì miền Trung thân yêu. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc nội dung chương trình Quỹ Tâm Tài Nghệ An kỳ này và xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.